bà cứu tôi đi. Bây giờ xô vậy xô dữ vậy trời. Quỷ à. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà giờ phải vác mặt đến công ty. Gọi cháy máy mà không chịu nghe. Ngủ gì mà ghê vậy. Ôi trời. Này, bà làm cái gì vậy My? Ủa gì vậy? Cái con nhỏ này thôi công chuyện rồi đó. Hôm qua tao thức khuya mệt uống xỉu. Uống không biết tối là gì căng như trời. Thì có ai tiếc bà cái ly sinh tố này đâu. Nhưng mà cái ly sinh tố này là của sếp Bảo. Của sếp Bảo. Cái gì? Sao không chịu nó sớm? Chị đang nói này mà có kịp đâu. Mà quan trọng bây giờ là cái ly sinh tố này là chồng sếp tự tay làm đó. Tiêu tôi rồi. Ai ông bà cứu tôi đi. Bây giờ xô vậy xô dữ vậy trời. Thôi được rồi, để tôi tính. Mấy đứa không đi làm thì đứng nhìn gì vậy? Bọn em đang gato với sếp là có chồng tâm lý. Thơm, ngon, đúng chuẩn chồng mình làm. Mấy đứa có muốn thử không? Thì hả sếp? Vậy hỏi em không có sáo nữa nha. Trời ơi, ngon hết sảy của bà Bảy luôn á. Chân, công nhận bà giỏi ghê luôn á. Sếp, sếp có biết là để được một ly sinh tố tuyệt vời như vậy á, là việc giữ độ tươi của trái cây là cực kỳ quan trọng không? Ngoài công nghệ nano iX vô hiệu hóa tới 99,99% vi khuẩn, giảm dư lượng thuốc trừ sâu lên tới 4,7 lần và ngăn đông mềm Brand Fresh đôi, chuẩn âm 3 độ C, giữ thực phẩm tươi ngon lên tới tận 7 ngày. Thì ngoài ra, tủ lạnh Panasonic công ty mình còn có tính năng Brand Free, cấp đông siêu tốc nhanh gấp 5 lần, giúp nhanh chóng làm lạnh trái cây và giữ được độ tươi ngon trọn vị. Bởi vậy bà Trưng bảo mất kịp làm cho sếp một ly sinh tố ngon tuyệt vời vậy á. Mày Panasonic đảm bảo thích. Panasonic.